Mẹ em à? Mẹ em đâu? Khách bên kia răng rồi. Xin làm chưa? Không chịu cho ai làm à? Hay là xin có khách nhắn tin quá trời mà nhắn tin mà chưa rep mày quá từ từ. Ai gọi thì ráng nghe thôi ra. Lù mụn cũng dễ thương ấy. Đừng nói nữa, năm đi làm với em. Tin là biết làm gì, không làm. Chứ mới đi. Lần đầu tiên à? Dạ. Lần đầu tiên nặng luôn chứ. Lần đầu tiên nặng. Một về luôn mợ, trời về luôn chứ, tại vì lạ đó mà. Bỏ con giữa chợ rồi. Lò đi, ở đây mà. Lò cho sao luôn. Thôi bà ơi, tụ á. Để bữa sau. Để bữa sau ông nội ơi. Thâu tủ quá. Cứ nằm im đi, từ từ bình tĩnh. Chưa cởi áo mà lo chi. Chị Lai ơi, nhờ ai lấy cái điện thoại sạc giùm em á. Qua nói ai cũng được chị. Sao mình nhậm thôi. Chị có qua nói đây rồi mấy bạn. Qua sạc. Dạ, cấp ngủ luôn. Cấp ngủ luôn mà không biết còn lưu không đó. Tôi sợ thế thì mấy phút rồi phút mà nó thấp hết. 5 phút rồi. Chủ miệng hơi thấu nhiều quá. Đau rồi. Rồi xí nặng sưng sưng cái lưng. Thấy cái lưng ghê quá. Đen không. Bạn còn ngồi đấy mà. Trời gì nữa. Bỏ về đó chị ơi. Không bỏ về đâu. Bỏ về trừ á. Về thì ăn xấu. Chi mà. Ai ăn thịt tôi. Về trừ á. Không sợ gì.
đi phải có đồng bọn, về phải có đồng bọn. Mình rủ em mới đi, không em cũng không đi luôn. Biết rồi, nhìn cái mặt đây là biết rồi. Để em mà cần thì cái chứ lại á. Để cho lên vài ký. Người ốm quá. Rồi ốm hả? Bình thường mà. Vậy chứ nặng bữa nay bữa sau tự đi chứ. Rủ biết chứ không đi nha. Bữa sau tự đi. Lén lén đường mình nữa. Sáng à. Chỗ mũi hay là hôm nay là nặng thôi là thả về khỏi làm mấy cái bước kia. Chứ làm mấy bước kia nó lâu. Thì trừ nặng thôi, trừ chuyện gây nặng nữa, sợ bạn chờ lâu. Chắc là nặng thôi là cho đi về. Mấy anh là nặng lại được chị à? Tổng điện thoại nặng lại thêm lần hai lần nữa. Lâu lâu mình phải đi nặng, ví dụ nặng sạch rồi thì lâu lâu á. Tháng như từ, ý là cứ mặc nha em, trừ là tuần sau mới đi nặng là được rồi chị ạ. Nặng cũng sạch bách rồi đấy. Dạ. Nhưng mà ý là mình phải đi á. Dạ. Ý là ví dụ như trừ mà lần tới em đi là phải qua tuần em mới tới chị nặng là đúng không? Hay qua tuần hoặc 10 ngày hoặc mấy ngày em đi được. Ý là mấy ngày em đi cũng được hay là phải buộc vô tuần á chị ghê. Ý là mỗi, ví dụ như 3 ngày em đi là được không? Vô tư, được. Nhưng mà đi gì cho sớm? Tuần là cho em hồi phục cái da xí đã. Dạ. Như nặng đây rồi, chiều về đi biển đâu được không chị à? Được, bình thường, một em thì được bình thường. Được. Nói đi biển, lâu nên mình không đi biển. Thì chiều một em đá banh dưới biển gì kìa. Anh vô phòng kia giùm em, sắp có giường, hay lại bầu á. Hiền mà ấy là ta nó máu mà chùi luôn đi luôn, nó khô quá. Người làm chưa? Anh đi đường vòng mà biết anh đi đường. À, nói chị Loan lấy hai cây lớn nữa nha. Ngày hôm qua ngay thằng cô nó đưa tiền mặt không, hồi chiều á, hồi tối rồi đó, hồi chiều một cái lúc thằng cô chị làm á, buổi trưa à, buổi trưa trưa á, đầu giờ cỡ một giờ á, chị Loan lấy hai cây mà chị hả? Hai cây lớn. Chị Loan lấy hai cây lớn rồi đây. Ok.
mấy ngày nay quên kiểm mà không có thời gian luôn. Để hồi nói đứa mo nhận nhiệm vụ kiểm tra thêm một công việc.